Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin truyền thông quốc tế gọi món bò dát vàng của ông Tô Lâm là bò cộng sản. Từ ngày 4 tháng 11 đến nay, tức một ngày sau khi các hình ảnh và video chiếu cảnh ông Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm cùng Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô ăn thịt bò dát vàng ở London, Anh Quốc được đăng tải trên các mạng xã hội, hàng loạt báo chí nước ngoài thì nhau viết bài về bữa ăn đặc biệt này của các quan chức cộng sản. Trang AFA tiếng Anh là trang đầu tiên có bài viết về bữa ăn đắt đỏ của ông Bộ trưởng Bộ Tô Lâm nhân chuyến thăm và đi tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Anh và Pháp của ông Bộ trưởng. Người Việt Nam thấy bữa ăn bít tết tối đắt đỏ ở London của người đứng đầu ngành công an rất khó tiêu hóa, là tựa của bài viết trên báo AFA tiếng Anh. Đây là hình ảnh hàng loạt tờ báo quốc tế đăng bài về miếng ăn đắt đỏ của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bài viết của AFA chỉ ra rằng với mức lương tương đương khoảng 660 đô la một tháng của một ông bộ trưởng, làm sao ông Tô Lâm có thể có tiền chi cho một bữa ăn có giá trung bình lên đến khoảng 1.950 đô la tại nhà hàng của Thánh Giác Muối ZB, chuyên phục vụ cho các người giàu có và nổi tiếng trên thế giới. Trang BBC tiếng Anh thì viết rằng Bộ trưởng Việt Nam bị chỉ trích vì bữa ăn bít tết nạm vàng của ZB. Bài viết chia sẻ như sau. Việt Nam, đất nước từng bị coi là một trong các quốc gia nghèo nhất thế giới, đã trải qua sự phát triển kinh tế ngoạn mục trong 30 năm qua. Tuy nhiên, phần đông dân chúng vẫn sống dưới mức nghèo khổ. Thu nhập hàng tháng của người dân Việt Nam trung bình ở khoảng 230 đô la trong năm 2021. Theo thống kê của Tổng cục Thống kê, nền kinh tế của đất nước Đông Nam Á này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch do virus corona gây ra, và người dân vừa trải qua một đợt phong tỏa, ngặt nghèo để kiềm chế sự lây lan của virus. Còn trang Daily Mail của Anh thì có bài viết với tựa đề Quan chức Cộng sản Việt Nam bị phát hiện ăn bò bít tết dát vàng tại tiệm JP ở London. Bài báo cho biết các bữa ăn tại nhà hàng nổi tiếng này thường có giá ngất ngưởng, có thể lên tới 37.000 bảng, bao gồm gần 5.000 bảng tiền phí dịch vụ. Đây là hình ảnh hóa đơn của một bữa ăn tại nhà hàng ZB có thể lên đến 37.000 bảng Anh, tương đương với 51.000 đô la, tức là 1,2 tỷ đồng Việt Nam. Trang ABC News của Úc thì đăng bài Người Việt Nam khó chịu vì video ZB món bít tết dát vàng cho Bộ trưởng Bộ Công an. Bài viết mở đầu rằng một video với cảnh ông đầu bếp nổi tiếng ZB bón miếng thịt bò bít tết dát vàng cho một quan chức quyền lực của Việt Nam tại một nhà hàng sang trọng ở London đã gây tức giận ở đất nước Đông Nam Á, nơi bình quân một người chỉ kiếm được vài đô la mỗi ngày. Phần cuối bài ABC News thì viết tiếp như sau. Không rõ đoạn video này được quay khi nào, nhưng ông Tô Lâm đang ở Anh để dự thượng đỉnh biến đổi khí hậu và gặp Bộ trưởng Nội vụ Anh vào hôm thứ Hai. Ông Tô Lâm, một trong 18 người thuộc Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, là Bộ trưởng Công an từ năm 2016 đến nay và là người có đường lối cứng rắn đối với các phong trào dân quyền ở đất nước Cộng sản. Ba năm trước đây, Tổng thống Venezuela Marcos cũng bị chỉ trích vì đã ăn tại một nhà hàng tập đoàn nhà hàng này ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trang The Sun thì gọi bữa ăn của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là bò cộng sản trong bài viết Bò cộng sản. Lãnh đạo Cộng sản gây tức giận sau khi được đầu bếp nổi tiếng ZB bón cho ăn món bò dát vàng. Đây là hình ảnh suất bún chả của Tổng thống Mỹ Obama tại phố Huế Hà Nội chỉ vài chục ngàn đồng. Jakarta Post của Indonesia cũng có bài viết rằng người Việt Nam tức giận vì món bò bít tết dát vàng của ông Bộ trưởng. Bài báo cho biết rất nhiều người đã bày tỏ tức giận khi đoạn video chiếu cảnh ông Tô Lâm ăn bò dát vàng ở London được lan truyền rộng rãi trên Facebook và TikTok vào hôm 5 tháng 11. Rất nhiều người trong số post này đã bày tỏ trên mạng tỏ ra giận dữ về sự suy đồi đạo đức được thấy trong khi đất nước đang vật lộn trước hậu quả của làn sóng đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều người mất việc và ảnh hưởng nặng nề đến GDP và phát triển kinh tế của Việt Nam. Ngoài ra, còn một loạt các trang báo khác trên thế giới cũng đăng bài về bữa ăn này của ông Bộ trưởng Tô Lâm như Bangkok Post và rất nhiều tờ báo quốc tế khác. Trong khi đó, báo chí nhà nước Việt Nam hiện nay vẫn im lặng hoàn toàn với bữa ăn nổi tiếng của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của nước này. Trên trang Facebook, một số
người đã được cho là thân với chính phủ Việt Nam giải thích ông Bộ trưởng Tô Lâm đi ăn ở nhà hàng đắt đỏ là do được mời. Có giải thích thì ông Lâm được Bộ trưởng Nội vụ Pháp mời, có nơi thì nói rằng anh mời, thậm chí Facebook còn nói ông Lâm và đoàn được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mời. Zabi là nhà hàng nổi tiếng của đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ. Loạt nhà hàng này đã mở ở nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ năm 2010 cho đến nay. Đây hình ảnh trẻ em vùng cao phía Bắc Việt Nam với bữa cơm hầu như không có thức ăn, khiến cho chương trình Cơm Có Thịt của nhà báo Nguyễn Đăng Tuấn, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam được lan truyền rộng rãi. Trên trang Facebook cá nhân, cựu đại tá quân đội nhà văn Phạm Đình Trọng thì có bài với tựa đề Tận cùng của bất lương, tận cùng của giả dối. Vào năm 2016, người đứng đầu nước Mỹ giàu nhất thế giới, ông Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm chính thức Việt Nam. Sau những lễ nghi và thăm viếng ngoại giao ở Hà Nội, đến bữa, ông Tổng thống Mỹ ra quán bún chả bình dân ở phố Huế, ăn trưa cùng dân thường Việt Nam. Một bát nước chấm, chả nướng, một đĩa bún, một đĩa rau sống, một chai bia Hà Nội. Bữa ăn của Tổng thống Mỹ khi là công cán ở Hà Nội chỉ vài chục ngàn đồng tiền Việt, chỉ 2 hoặc 3 đô la Mỹ. Tổng thống Mỹ ăn bữa ăn trưa bình dị cùng người dân thường Việt Nam không những là hình ảnh đẹp của Barack Obama, còn là hình ảnh đẹp của nước Mỹ, hình ảnh lung linh của một chính quyền dân chủ. Chính quyền từ dân mà ra, gần dân, chan hòa với dân, không có gì cách biệt với dân. Còn đoàn chính phủ của nhà nước Cộng sản Việt Nam thăm Vương quốc Anh với những thành viên như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng. Tai tiếng ở trong nước đàn áp, bắn giết dân, đàn áp quyền biểu tình, đàn áp quyền tự do ngôn luận của dân. Xông vào tận giường ngủ, bắn chết dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Tai tiếng trên cả thế giới đến mức trở thành tội phạm quốc tế khi đưa cả đội mật vụ với hai tướng chỉ huy đột nhập phi pháp vào nước Đức, đạp lên luật pháp nước Đức để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam. Đoàn của chính phủ của đất nước tận cùng của nghèo mạt, người dân phải lang bạt vật vờ khắp thế giới kiếm sống. Đàn ông thì bán sức lao động làm thuê, không có việc làm thuê thì làm tội phạm, buôn ma túy, buôn người, làm băng đảng, cướp của, giết người, làm kẻ cắp vặt ở siêu thị. Đàn bà thì bán thân làm nô lệ tình dục. Đầy tai tiếng cả về nhân cách con người và tai tiếng cả về danh dự, thể diện quốc gia. Trong đoàn chính phủ Việt Nam, nhà nước Cộng sản này thăm nước Anh, Bộ trưởng Tô Lâm lại một lần nữa lộ ra nhân cách thấp hèn. Chỉ biết có miếng ăn, không biết đến nhân dân khốn khó, không biết đến thể diện quốc gia. Đây là hình ảnh 39 người chết trong container đông lạnh, cũng ở Anh, vẫn còn khiến cho cả thế giới bàng hoàng. Tổng thống Mỹ đã đến Việt Nam đi ăn bữa trưa bún chả, chỉ 2-3 đô la. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đi ăn bữa tối thịt bò rát vàng. Giá miếng thịt bò rất vàng trong miệng Bộ trưởng Tô Lâm là cả ngàn đô la. Tổng thống Mỹ tự cầm chai bia ngửa cổ lên tu như mọi người dân lao động bình thường. Bộ trưởng Tô Lâm không cần động tay, chỉ việc há miệng, hai vành môi banh ra như mỏ con chim non chờ chim mẹ mớm mồi. Tô Lâm há mồm chờ người hầu đút miếng thịt bò rát vàng vào miệng. Một hình ảnh rất cạnh cỡm, trướng mắt, thiếu thẩm mỹ và vô chính trị. Nơi Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cong môi chờ người hầu đút miếng thịt bò rát vàng triệu đô vào miệng, cũng chính là nơi mới trước đây, năm trước, 39 người Việt Nam nghèo đói trên đường trốn chui trốn lùn phi pháp vào nước Anh kiếm miếng ăn đã chết ngạt, chết lạnh cứng trong thùng xe đông lạnh. Vì có những người Việt Nam sung sướng giơ ngón tay cái lên tỏ ra hãnh diện khi nuốt miếng thịt bò rát vàng, thì mới có 39 người Việt Nam nghèo đói đi kiếm miếng ăn phải chết cóng trong thùng xe đông lạnh. Không phải chỉ tận cùng của bất lương, ông Ủy viên Bộ Chính trị, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Công an còn tận cùng của sự giả dối. Nhà văn Phạm Đình Trọng đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Hai ngày 8 tháng 11 năm 2021 với bản tin Truyền thức quốc tế gọi món bò rát vàng của ông Tô Lâm là bò cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.